bà con. Xin chào cả nhà. Hôm nay Văn đi ra ruộng, từ giờ đó Văn hợp tình đó là đang bị đau cái lưng. Giờ tính ngày hôm nay đi xúc cá mà đau lưng đó, đi không được. Nay Văn sẽ đi chợ về nấu một món nào đó mình ăn ở dưới quầy ruộng. Rồi, mình đi chợ nha cả nhà. Bữa nay cô Dân á bị đau cái lưng cho nên á không có bắt cá được nữa bà con ơi. Chắc cô Dân vài ba bữa nó mới hết đau lưng cho nên bây giờ cô Dân đi chợ. Đi chợ rồi coi bữa nay cô Dân nấu cái gì cho. Ủa cô Dân mới đi chợ về hả cô Dân? Dạ. Bây giờ mình làm gì tiếp theo cô Dân? Giờ nói chung giờ tính đi vòng kiếm mới rau nữa về nấu luôn. À. Để con đi lấy đồ. Út ơi cho con đi nữa. Đi. Đi lẹ thôi ơi. Nắng rồi. Đây. Đây. Rồi. Thế là ba dì cháu đi ra ngoài ruộng hái mớ rau về để làm canh hay là gì đó ăn nha bà con. Trời bữa nay cũng khá nắng nha bà con. Mà ba cô cháu này đang lội đi lại ruộng, đang hái mớ rau. Cái đường này bà con nhớ không? Hôm bữa hổm á là cô Dân hái bình bát một khách cô đố cô Dân bữa đó là một ngày hái 10 kg bình bát mà bữa đó cô Dân hái được 4-5 kg bình bát đó bà con nhớ không? Cái đường này nè. À, cái clip đầu tiên quay gặp cô Dân đầu tiên ở ngoài ruộng luôn á bà con nhớ không? Là cái bữa đó là cá với cô Dân là một ngày hái 10 kg bình bát á, là bữa đó cô Dân vô đây hái nè. Ủa anh, cái ao này của anh hả? Ờ. Anh đem về cộng súng nha. Ờ, muốn ăn nhiều bẻ đi. Ờ, mà giờ em đau lắm, không có làm sao em bẻ, không biết nữa. Để tôi bẻ giùm cho. Được. Bẻ được, sẵn ngang bẻ mà. Ờ, vậy cảm ơn anh nhiều nha, có gì anh chúc em mấy cộng luôn nha. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi không chi. Cái anh này á là chủ ao nha bà con. Rồi mới nãy cô Dân á cũng có hỏi xin rồi mà cô Dân bị đau lưng.
bị đau lưng á, cho nên không có lội xuống ao được. Bữa nay cô dân cũng ngán ngán lội xuống ao ruộng đồ này kia, cho nên nhờ cái anh chủ ao này hái cho ông mớ bông súng. Mà anh chủ ao này nhìn cái tướng cũng ngon á bà con, dân làm ruộng mà có mua bụng người ta 6 muối mà bụng ảnh 4 muối à, tướng cao ráo rồi cũng ngon lành lắm. Anh ơi, bông súng này có bán không anh? Hả? Bông súng này có bán không? À, không nha, để ăn nha. À, cái ao này mình trồng để ăn thôi chứ không bán hả anh? Không, để ăn nha. Ờ, cái ao này ảnh trồng chắc ảnh để nhà ăn thôi chứ không bán đâu bà con. Có gì liên hệ với cô dân á, cô dân thì cổ biết nhiều ở ngoài ruộng lắm, cho nên có gì hỏi cô dân thì cô dân trả lời dễ hơn. Còn anh chú ao này bông súng này chắc không bán rồi. Anh này anh cũng nhiệt tình ghê bà con, xin bông súng rồi anh lội anh hái luôn nè. À, hiếm có khi mà chủ ao nào nhiệt tình dữ lắm nha bà con. Ủa cái nhà đó là nhà của anh luôn hả anh? Nhà trong cái vườn á. À, rồi cái nhà đó của ảnh luôn á bà con. Còn đứa cháu của cô dân, đứa nhỏ thì đang đi ôm mấy cái cây đồ, nhánh cây khô rồi vòng vòng ở đây nè, cũng có nhiều lắm. Con súng này mới nãy cái anh chủ ao á, anh hái cho cô dân á, bà con hái cũng được một mớ. Bà con của bác thấy không, dân miền quê ruộng lúa giỏi lắm bà con. Anh nào chưa có vợ đâu á thì coi trong ba cô này cô nào được thì lựa đi, chứ thấy gái miền quê là rất là giỏi rồi. Giờ cái cô bé này xúc gạo để nấu cơm nha bà con. Để nước mình nước.
Rồi hai cô cháu của dì Vân á, do gạo nha bà con. Thì bữa nãy con bé kia xúc gạo rồi, giờ hai cô cháu này do gạo để chuẩn bị vắt nồi cơm nha bà con. Rồi hai đứa cháu của cô Vân thì chuẩn bị bắt nồi cơm lên nha bà con. Trời chuyển mưa tiếp rồi bà con ơi. Mà bây giờ đang còn nấu nồi cơm ở ngoài ruộng mà giờ không biết sao đây nữa. Cũng hy vọng ông trời ông đừng có mưa, mưa là xong luôn. Hết nấu nướng được luôn được luôn. Này chín chưa cô Vân? Ừ chín rồi. À. Này cơm nấu ở ngoài ruộng luôn nha bà con. Thì cũng là cái bếp thời tiền sử này của cô Vân lần đầu tiên khai thiên lập địa cái bếp á, là đào lỗ với cô bà con. Rồi bữa nay thì có thêm được mấy cục gạch nữa làm thành cái bếp rồi. Chứ clip đầu tiên thì cô Vân đào cái lỗ để nấu cơm. Nấu cho nó giả ba cái mắm này nè, rồi xong cái mình lượt lại. À cô Vân đang nấu nồi mắm nha bà con. Nồi mắm cũng gần sôi rồi. Mắm này nó sôi lên rồi vớt xác bỏ rồi lấy nước đó mình nấu lẩu hay làm gì đó nha bà con. Giờ chưa xác định được là cô Vân đang nấu món gì nữa. Chỉ biết cái nồi đó là nồi mắm thôi. Nồi mắm của cô Vân đã sôi nha bà con. Bây giờ cổ lược bỏ xác lấy nước. Đặng chuẩn bị nấu bỏ đồ vô nấu nha bà con. Nè nữa mấy con làm này nè, mắm á mình nấu nước thôi, bỏ mắm vô phải không? Cho nó sôi nó nhừ ra, còn xương này nè mình đem lên lược. Để mình không có gây mình lấy cái gỗ khích này nè, mình lược lại cái lấy cái xác mình bỏ, kiểu mình lấy cái nước á. Nấu như đó nước cỡ khoảng 300 g mắm là được rồi, là cái nồi mắm ngon hơn. 300 g mình bỏ nhiêu nước cô Vân? Nửa lít nước thôi là được rồi, là mình nấu vừa đủ nồi mắm này nè. Mình nêm đừng có bỏ muối vô được rồi, bỏ bột ngọt và đường miếng hạt nêm thôi. Tại hồi chút mình bỏ rau này kia vừa ăn. Mắm này mình mua ngoài chợ hay mình ủ vậy cô Vân? Dạ mua chợ. Mắm này cô Vân mua ngoài chợ nha bà con. Rồi mua về nấu nãy giờ sôi rồi giờ nhắc xuống. Lượt bỏ xác lấy nước nha bà con. Để cho nó săn thật là săn lên rồi cho mình mới chế nước mắm, cái mắm mình lại mình lựa cái mình chế vô. Cái lẩu mắm này mình bỏ thịt hay là cá ngon hơn cô Vân? Nói chung có cá này ngon mà tại vì ấy thịt thôi. À cái lẩu mắm này bỏ cá thì ngon mắm hơn kho, mắm kho. À mắm kho này bỏ cá ngon hơn thịt nha bà con, mà tại vì cô Vân bị đau lưng á, không có đi bắt cá được cho nên không có cá, cho nên ra chợ mua được chút xíu thịt đó đem về nấu luôn nha bà con. Cái nước đó là cái nước mắm mới nãy lượt ra đó nha bà con. Giờ đổ vô cái nồi đó. Vân nấu xong nồi mắm nha bà con.
Nồi mắm mình có những gì cô? Nè, xả nè, giờ mình cháy lên phải không? Rồi xong cái bỏ thịt vô mình xào, rồi bỏ mắm vô, giờ bỏ cà, chút hồi rau quá hà, mình ăn cái đồng chấm cái đó. Mình dạng mình kho mắm chứ không phải là giống nóng mắm thôi. Trời thì ở ngoài ruộng thì bắt đầu mưa lâm râm rồi. Mà cơm, canh, đồ mắm đồ thì cô Dân cũng đã nấu xong. Giờ ba cô cháu thì đang ngồi ăn cơm. Giờ này cũng trời cũng xế chiều rồi bà con. Mưa kiểu này mà ăn uống như vậy thì cực kỳ ngon bà con ơi. Ba cô cháu của dì Dân cũng xong rồi bà con. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.